Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Vâng ạ, em vâng. Chào chị ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Em muốn hỏi là kiểu bạn em ấy ạ. Vâng. Mới quen nhau đấy ạ. Mà kiểu bạn em quan hệ tình dục ạ. Không phải là em mà là một người bạn em ấy ạ. Vâng. Kiểu anh đấy là người yêu em ấy. Thì anh đấy kể cho em nghe là kiểu anh đấy và cô đấy quan hệ tình dục cách đây 3 tháng ạ. Thì bây giờ anh đấy muốn kiểu muốn bảo cô đấy phá đấy ạ. Nhưng mà kiểu anh đấy em không biết, anh đấy kiểu anh đấy tin em kiểu gì, anh đấy cái gì anh đấy cũng kể hết cho em nghe đấy ạ. Thì bây giờ em muốn gọi là khuyên là kiểu anh đấy muốn phá đấy ạ. Nhưng mà kiểu anh đấy bảo là sợ 3 tháng có phá được hay là không ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn xem là có nên phá hay không và sẽ phải phá như thế nào. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Em cũng đang ở trong trạng thái rất là xúc động đúng không? Vâng ạ. Người yêu mình, người yêu mình như thế mà lại đi làm cho một bạn khác có thai 3 tháng. Bây giờ lại quay lại hỏi mình là làm thế nào? Ừ, thế em còn yêu bạn em không? Em vẫn yêu. Em vẫn yêu bạn em. Rồi, nhưng mà em không biết em lại làm cái gì nữa. Em bây giờ em cũng đánh đai suy nghĩ là em có chấp nhận là không. Thế à? Chị xin lỗi em đã quan hệ với anh ấy chưa? Em chưa. À, em chưa quan hệ với anh ấy à? Vâng ạ. Câu hỏi của em sẽ có hai phần. Nhưng mà trước khi muốn trả lời cái anh bạn kia kìa, thì chị muốn nói chuyện với em ý. Nhá. Em nghĩ kỹ vào. Em cân nhắc thật kỹ vào. Xem đấy có phải là cái người mà người ta mình có thể gửi gắm cả cuộc đời mình cho một cái người như thế không? Nhá. Cái người mà người ta đang yêu mình còn trẻ như thế mà người ta lại đi quan hệ với một người khác để có thai xong lại quay lại kể với em. Em cân nhắc kỹ một chút nhá. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của cái anh bạn kia kìa. Chị cũng không hiểu là sau khi em nói chuyện với chị rồi em sẽ nói với bạn em thế nào bây giờ. Với một cái thai mà đã 3 tháng ấy mà khi mà phá thai thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cái người phụ nữ mà có cái thai 3 tháng đấy nhá. Tức là cái bạn của cái anh chàng kia kìa, bạn của anh chàng người yêu em ý. Em nói với anh ý rằng là bây giờ thì vấn đề anh ý không phải là người quyết định để cái thai ý hay là bỏ cái thai ý, mà cái người quyết định cái việc đó phải là cô bạn gái kia. Em cũng bảo anh đấy là nếu mà ấy thì cưới ấy. Nhưng mà anh đấy bây giờ anh còn đang ở họng hành ấy. Anh ấy chưa muốn cưới. Em bảo là để lại thế nào. Nhưng mà viện họng thì cũng chỉ một phần thôi. Anh đấy bây giờ mà lấy vợ ấy là anh đấy mất hết ấy. Sự nghiệp. Em sao em yêu anh như thế, em tin anh như thế nhỉ? Cái việc mà anh ấy chăn trở, anh ấy suy nghĩ là tại sao anh ấy nghĩ đến như thế mà tại sao anh lại ngủ với người ta? Để cho đến bây giờ mà lại để cho người ta có thai 3 tháng rồi xong bây giờ quay lại hỏi người yêu hiện thời của mình là làm thế nào bây giờ. Chị thấy cái anh chàng đấy thật là lạ kỳ đấy nhá. Bây giờ việc của em là thế này này. Thôi bây giờ có khi chị thấy là em tạm thời em kìm nén cái cảm xúc của em lại. Em để cho anh ấy tự giải quyết cái việc đấy của anh ấy nhá. Em nói rằng là bây giờ em cũng đang đau đầu lắm, mà em đang có rất nhiều việc phải làm. Em tập trung vào một số việc trước mắt của em đi, vì em còn rất trẻ, em còn nhiều cơ hội trước mắt. Thế còn là đối với anh ấy thì tạm thời trước mắt hãy dừng các cái quan hệ tình cảm của mình lại. Và nói với anh ấy rằng là anh là người có trách nhiệm, anh đã đi làm rồi, anh phải có trách nhiệm với cái cô bạn mà anh làm cho người ta có thai ý nhá. Anh phải bàn bạc với chị ấy xem là để cái thai ấy lại hay là giải quyết cái thai ấy như thế nào là việc của anh và cái chị kia, không phải việc của em nhá. Ví dụ mà phá như thế thì nào, cách nào phá được chị? Bây giờ 3 tháng rồi, thai đã là thuộc là thai to rồi. Em cũng không cần biết là chị ấy phá như thế nào cả. Để nói với anh ấy việc phá như thế nào hay việc giữ như thế nào là anh chị sẽ đi đến cơ sở y tế, người ta sẽ thăm khám cho, rồi người ta sẽ tư vấn cho nhá. Em nghe rõ chị nói không nhá? Em nói rằng anh phải có trách nhiệm với cả cái chị kia, và hai anh chị sẽ đi đến cơ sở y tế rồi người ta sẽ tư vấn cho và người ta sẽ giúp đỡ cho. Đấy là tùy hai anh chị ấy chứ không phải là em can thiệp vào việc đấy nhá. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để suy nghĩ cho nó tỉnh táo. Tương lai phía trước của mình còn rất dài em nhá. Chị chào em. Vâng, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.